Chào các bạn, đây là Cumin Dog. Trên tay tôi là cây đàn Shure Custom của Mỹ với giá là 135 triệu. Giá là 135 triệu. Oh my god. Wow. Đây là cây đàn duy nhất trên thế giới mà các bạn nghe qua tiếng của nó. Bây giờ chúng ta check tiếng clean của nó. Tôi thích nhất cái này, đó là tắt coil, kéo cái nút ra thì chúng ta sẽ có tiếng clean rất là đẹp của pickup đơn. Mỗi cần gạt là một tiếng khác nhau. Cái thích thứ hai đó là cảm giác của tay. Tại vì các bạn thấy tôi chơi, tôi đứng cái tay lên như là cái đàn để đánh nhanh được. Thì bình thường cái đàn khác nó sẽ có cái mặt nạ bằng nhựa, nhưng mà cái đàn cao cấp này mặt nạ nó bằng gỗ. Và cảm giác chạm vào gỗ nó luôn thích hơn chạm vào nhựa. Và cái vân gỗ cho chúng ta cảm giác sang trọng, sạch sẽ, nó không có bị bóng nhờn giống như là nhựa. Cái mặt nạ ốp lưng cũng bằng gỗ. Nhìn thiết kế mặt trước tôi cứ tưởng như là chạm vào đá hoa cương này, nhưng thật ra nó là gỗ, được gia công rất là kỹ lưỡng, cộng với nước sơn bốn lưỡng nữa, giống như rờ vào đá hoa cương này. Mà trọng lượng cái đàn rất là nhẹ, tôi cảm giác chỉ khoảng hình như 1 kg thì phải, rất là nhẹ, nhẹ cực kỳ, và chất tiếng sáng bồng. Còn các ngạch phím thì được làm bằng thép không rỉ, chúng ta không bao giờ sợ bị rỉ sét hết. Tất cả các yếu tố đó làm cho chất tiếng cây đàn này sáng bông. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip. Nếu các bạn muốn sở hữu cho mình những cây đàn giá trị cao như thế này thì hãy liên hệ với Cumin Dog với contact hiện trên màn hình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các video clip tiếp theo.